Hallelujah. Bloomer xin chào đại gia đình thân thương của mình. Chào các bạn. Hôm nay ngày mới, Bloomer xin kính chúc cho ông bà, cô chú bác, anh chị em và các bạn được dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống trong ngày. Cả nhà ơi, cả nhà thấy nước này có đẹp không nè? Đó, có con vịt bơi nữa cả nhà ơi, hay quá. Wow, có con vịt bơi dễ thương quá. Con này con vịt hay con chim vậy? Cái mỏ nó nhọn ha cả nhà. Lạ quá. Cả nhà mình thấy cảnh đẹp không nè? Hồi nãy thì mưa, bây giờ trời sáng rồi cả nhà ơi. Trời trong xanh gió mát luôn. Wow, con này con gì cả nhà? Con chim hay con vịt? Cái mỏ nhọn quá à. Con chim mà cũng biết bơi nữa hả? Hay quá. Cả nhà ơi, hôm nay Bloomer sẽ dẫn đại gia đình mình đi xem ở đây, ở nước Đức mà có cái cây giống như cây tre hay cây trúc gì đó cả nhà, mà mình thì không rành lắm. Các bạn nào rành thì cho mình biết nha, comment ở dưới cho mình biết là cái cây này là cái gì nha cả nhà, nha các bạn. Bây giờ mình dẫn đại gia đình mình đi xem đây. Ở nước Đức mà cũng có cây tre, cây trúc đó cả nhà. Hay lắm. Xem nha cả nhà. Đây nè, đại gia đình mình ơi, cái cây này là cây gì? Cây này có phải cây tre hay cây trúc không cả nhà? Đây nè, cái lá nó y như là cây tre luôn. Wow, cả nhà thấy không nè, một đám luôn, nhiều lắm cả nhà ơi. Đây nè. Đấy cả nhà, một lùm cây ở phía trên nữa kìa. Wow, đẹp quá kìa. Mình tiến lại gần nha cả nhà. Mình tiến lại gần để xem coi cả nhà cho mình biết cây tre hay là cây trúc nha. Wow, đẹp lắm cả nhà ơi. Wow, cây ơi là cây, đẹp ơi là đẹp. Đó cả nhà. Wow, đẹp quá đi thôi. Đây nè, đại gia đình mình nè, xem nè. Wow, cây này là cái gì cả nhà? Đẹp không nè, phải cây tre không? Cây tre hay là cây trúc nữa? Cây này cây gì cả nhà ơi? Mình không biết nha. Cả nhà cho mình biết là cây này cây gì nha các bạn. Wow, nó đẹp lắm, cái cây nó màu vàng cả nhà. Cái lá nó nhọn nhọn dài dài. Là phải cây gì cả nhà? Cây trúc hay là cây tre? Cây màu vàng giống như cây mía ra cả nhà. Đây nè, cả nhà mình xem nè. Mình quay cận cảnh cho đại gia đình mình xem nè. Wow, ở đây mà cũng có cái cây này đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy đẹp không nè? Với cây trúc, cây tre. Các bạn nào biết thì comment ở dưới cho mình nha, cho mình biết cây này là cây gì nha các bạn. Wow, đẹp quá. Đại gia đình ơi, nó có một lùm luôn nè, nhiều lắm luôn đó, ở trong nữa kìa cả nhà. Wow, đó cả nhà, đó mình quay cận cảnh nè. Wow, để gia đình mình biết thì cho mình biết là cây này cây gì nha. Nó giống như là ống mía vậy đó. Đó, cái thân cây nó màu vàng cả nhà ơi.
đây nè, đó đẹp ơi là đẹp luôn, wow đẹp lắm cả nhà. Wow, đẹp ơi là đẹp, cây trúc, cây tre. Nàng Út nằm trong ống tre hả cả nhà? Phải không? Ngày xưa nghe nói cái câu gì, nàng Út nằm trong ống tre, à có con chim. Bay, hay quá. Wow, dễ thương chưa? Wow, đẹp quá. Nó thấy mình quay nó bay lại gần. Ôi, chim ở đây nó dạng vậy đó cả nhà. Không sợ gì hết trơn. Nó yêu mình á. Hay quá cả nhà ơi, quá chừng đẹp luôn, cây trúc cây đe, nàng Út nằm trong ống tre. Wow, đây nữa nè cả nhà. Wow, đại gia đình mình thấy đẹp không nè. Wow, sao mà nhiều dữ vậy nè, quá chừng luôn, đẹp lắm cả nhà ơi. Đó cả nhà, lúc ơi. Wow, đẹp quá. Bầu trời hôm nay trong xanh nè cả nhà. Trong xanh gió mát luôn. Đó, bầu trời đẹp ơi là đẹp. Wow, ở đây có lùm tre đẹp ơi là đẹp luôn. Wow. Nàng Út nằm trong ống tre sao nằm được hả cả nhà? Chứ có chuyện nàng Út nằm trong ống tre hả? Hay quá hả? Đây cả nhà. Wow, xem nè. Đẹp chứ nè. Wow. Wow, đẹp ơi là đẹp, cái cây ở trên nữa kìa cả nhà. Cái nhà cái tàng nó đẹp chưa? Wow. Cây này không biết là bao nhiêu chục năm rồi nữa. Đó, cả nhà xem nè. Ô, làm dáng được luôn á cả nhà. Cái gốc nó bự chảng luôn. Hay ơi là hay, đẹp ơi là đẹp. Wow, cái tàn đó kìa cả nhà, đẹp chưa, đẹp quá cả nhà ơi. Bên kia cũng có cây thông nữa kìa, quá chừng đẹp luôn cả nhà. Xung quanh ở đây có cây thông mà nhiều cây tre nữa chứ, đẹp lắm cả nhà ơi. Nè, có cây thông này cũng bự chảng luôn nè cả nhà. Wow. Wow, đẹp ơi là đẹp. Nhiều cái tàn nữa nè. Wow, bự ơi là bự luôn. Đó cả nhà. Wow, cái cây cảnh nó đẹp ơi là đẹp luôn cả nhà ơi. Đúng là hữu tình thiệt. Wow, không còn gì bằng luôn, cây đẹp quá. Ở đây nè, xung quanh có mấy bụi tre nữa nè. Cái này tre là trúc mình cũng không biết nữa. Mình không có ở vùng quê nên mình không biết là cây này là cái gì, cây trúc hay là cây tre. Nàng Út nằm trong ống tre. Nàng Út. Nàng Út sao nằm trong ống tre được ha cả nhà. Vậy mà gọi là nàng Út nằm trong ống tre. Wow, cái cảnh đẹp chưa cả nhà. Wow, hữu tình quá cả nhà ơi, đẹp ơi là đẹp luôn nè. Đó, cảnh đây đi ra công viên nữa cả nhà, đi ra công viên hồ nước nè. Chút mình sẽ quay để đại gia đình mình xem nha. Công viên hồ nước đây nè cả nhà. Đó, cả nhà xem nè, phía dưới kia. Chút mình quay cho cả nhà mình xem ở phía dưới nha. Bây giờ là quay cây tre cho đại gia đình mình xem đã. Wow, đẹp quá. Đây cũng có một lùm nữa nè cả nhà. Đây, lùm trúc tre, tre trúc. Đẹp quá đi thôi. Cây cảnh đây đẹp lắm cả nhà ơi, có nhiều cây tre cây trúc lắm, mình thấy lạ quay lại cho đại gia đình mình để hỏi đại gia đình mình xem là cái cây này là cái gì, cây trúc hay là cây tre. Không biết phải hỏi ha cả nhà. Hay quá,
Đẹp ơi là đẹp luôn. Đây nè cả nhà ơi. Đó, mình quay lúc lúc lên ở trên đó, ở trên ngọn trên cao đó cả nhà. Wow, mình quay lúc lúc là ngọn trên cao cho cả nhà mình xem nè. Wow, đẹp không nè. Con cây này là cái màu xanh cả nhà ơi. Nãy là cây màu vàng, còn bây giờ là cái cây nó màu xanh cả nhà. Đó, cái cây màu xanh giống như lông mía màu xanh vậy cả nhà. Nãy là lông mía, giống như lông mía màu vàng, còn đây là cây thân cây xanh. Wow, thân cây màu xanh cả nhà ơi. Wow, đẹp quá, đi thôi. Nè cả nhà mình xem nè. Đó cả nhà. Đó cả nhà. Wow, cái cây màu xanh luôn. Nãy là cây màu vàng cả nhà, bây giờ là cây xanh. Các bạn ai biết thì cho mình biết với nha, cái cây này là cây gì nha. Còn ở trên đây là lúc lúc cả nhà ơi, cả nhà xem nè, một cây thông to cao luôn, cao dúc dúc luôn cả nhà. Wow, cao trên trời xanh luôn nè cả nhà ơi. Wow nè, mình quay từ trên xuống dưới nè. Wow, cây thông này chắc nhiều năm lắm rồi cả nhà. Coi cái gốc nó bự chảng luôn á cả nhà. Coi cái gốc nó bự nè. Wow, gốc cây thông bự quá cả nhà ơi. Coi cả nhà xem nè, không biết là bao nhiêu chục năm rồi nữa, bự lắm. Còn đây là hồ nước nè đại gia đình ơi. Hồ nước đấy rồi. Rồi cả nhà mình thấy hồ nước đẹp không nè. Trời trong xanh gió mát. Wow, cả nhà ơi, có cái này hay lắm nè. Ba cái tượng con gì? Con này là con gì ta? Con này là con gì cả nhà? Ba cái tượng luôn. Cò cò, đúng rồi, cò. Cò. Có chú cò con. Con cò, cái gì con cò? Phải không cả nhà? Phải con cò không cả nhà? Đây, cái tượng đẹp chứ nè. Ba con luôn. Con cò kêu bằng cái gì? Con cò những bờ ao gì? Có cái câu hát gì, câu thơ gì đó cả nhà, mình quên rồi. Đừng lộn cổ xuống ao á cả nhà. Ông ơi, ông vớt con lên gì đó. Đẹp quá. Cả nhà thấy cái tượng cò này đẹp không nè? Không biết con cò hay là con ngỗng nữa. Ngỗng hay là cò. Wow, cái cổ dài thon cả nhà ơi. Lạ quá. Còn xung quanh nước nè cả nhà. Đó, hồ nước hữu tình chưa cả nhà? Các bạn mình thấy nước đẹp không nè? Đó, xung quanh hồ nước nè, im ả luôn. Bên cây xung quanh là rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Có nhiều cây trúc, cây tre nè. Không biết phải không, mình nói đại thôi. Còn bạn nào biết thì cho mình biết nha. Bây giờ mình ra đây mình quay cái cổ thụ này cho đại gia đình mình xem nè. Đây các bạn xem nè, cái cây này cổ thụ bự chưa nè. Cái cây này là cây thông đó cả nhà. Các bạn mình xem nè, cái tàn nó ở trên nè, mình quay tút lúc ở trên cho cả nhà mình xem nha. Đó,
để cho mình xem nè, lúc lúc ở trên nè, đồ tàn đó. Wow, nhiều cánh, nhiều cành, nhiều cây, tu tủa luôn á các bạn. Wow, nó bự chảng luôn. Cái cây này chắc là làm giường, làm đồ được rồi đó. Làm tủ, bự lắm cả nhà ơi. Bự ơi là bự luôn, to ơi là to luôn. Wow, chừng đẹp luôn hả cả nhà. Các bạn mình thấy đẹp không nè. Wow, đây nhiều cây cảnh đẹp lắm các bạn ơi. Đó cả nhà. Các bạn mình ơi, các bạn mình xem nè, cái biểu tượng này đẹp không các bạn. Cả nhà ơi, cả nhà xem nè, biểu tượng này, biểu tượng trái banh nè. Wow, nhìn hay hả các bạn. Đây, biểu tượng trái banh. Ồ, nhìn đẹp, nhìn đẹp lắm cả nhà. Ở gần đây thì cũng có cái cây nữa, cái cây này đẹp quá cả nhà. Cái nhành cái cây nữa nè. Wow, ở trên nè cả nhà, nhìn đẹp không nè. Wow, tủa 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 cả nhà ơi. Đó, một cái cây mà nó tủa ra tùm lum hết. Wow, ở đây có nhiều cây đẹp quá hả cả nhà. Cả nhà mình xem nè. Đó. Wow, đẹp chưa. Tủa tủa luôn cả nhà ơi, cái nhành đó nè. Đẹp ơi là đẹp luôn đó. Wow, cây rất là đẹp luôn. Nó nhành nhành ở trên kìa cả nhà. Quá đẹp luôn á. Tủa ra từng nhánh ở phía ngoài. Wow, đẹp quá cả nhà. Ở chỗ công viên ở đây quá là đẹp luôn. Nhiều cây cảnh đẹp lắm. Ồ, mát mẻ thích lắm cả nhà ơi. Ôi cả nhà. Ôi, người ta đi đi qua đi lại, người ta ngồi chơi nữa. Trời hôm nay trong xanh gió mát cả nhà. Đây cả nhà mình xem cái cây nè. Giống như cái me quá, lá me quá cả nhà. Cuốn cuốn lại á. Nhìn cũng rất là đẹp đó cả nhà. Đó. Giống như lá me quá. Mà không phải cái me đâu cả nhà ơi. Cái này là cái gì đó. Giống như cây thông cái gì đó, người ta cuốn nó lại á. Nó nhìn nó đẹp quá nè. À, rất là đẹp luôn. Được hai cây luôn á cả nhà. Wow, đẹp quá. Nó xung quanh nè, toàn là cây cảnh nè cả nhà ơi. Đó. Cây cảnh đẹp lắm. Nhiều ơi là nhiều loại cây đẹp luôn. Cây cái tàn nè. Wow, cây này cũng lâu năm lắm rồi đó. Nè cả nhà. Cả nhà coi cái gốc nó kìa. Coi cái gốc nó bự chưa. Ở trên tàn đó nè cả nhà. Wow, đẹp chưa. Ở công viên mà cũng có cây to bự như vậy đó. Wow, đẹp lắm cả nhà. Các bạn mình thấy hay không nè. Hữu tình ha. Rất là hay luôn. Rất là đẹp luôn nè. Đó, cả nhà. Đẹp lắm cả nhà ơi. Đi mệt rồi, ghé vô ăn kem thôi cả nhà ơi. Cả nhà thấy cái kem bự chảng luôn nè. Đây các bạn xem, một cái kem hoành tráng. Wow, ngon quá. Wow, cái kem này ngon ơi là ngon. Có sữa, có đậu, có đầy đủ trái cây. Anh đào á. Quá ngon luôn cả nhà. Xem mệt rồi thì phải ăn kem thôi cả nhà ơi.
Wow, cây kem bự quá. Nắng lên là phải khát nước, ăn kem thôi. Wow, cây kem bự quá cả nhà. Ơi là bự luôn. Còn cái cây này nè các bạn ơi, cái cây này mùa xuân mới ra lá non nè các bạn, đẹp không nè, lá non của nó màu vàng luôn cả nhà ơi, hay quá ha, ra lá mới ra lá non là màu vàng luôn, giống như hoa luôn vậy đó, rất là đẹp ha, một màu vàng, màu vàng chảnh, màu vàng sang trọng ha cả nhà, quá đẹp luôn. Wow, đẹp quá các bạn ơi nè, xem nè. Cái cây này cái gì thì mình cũng không biết luôn, nhưng mà có một màu vàng đẹp, rực rỡ. Đây nè cả nhà, chú ở dưới nè, màu vàng đó bằng lá không á cả nhà. Cái hoa nó thì chưa có ra, nó mới nụ nụ à cả nhà. Ở bên kia nữa kìa, bên kia có cây anh đào nữa cả nhà. Đó, mùa xuân sang có hoa anh đào. Đó, có hoa anh đào nữa cả nhà. Ở nước Đức này mà cũng có nhiều hoa anh đào á cả nhà. Mới lạ đúng không? Lại có cây tre, cây trúc nữa chứ. Mới lạ ha. Wow, công viên ở đây cả nhà thấy đẹp không nè. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Nước Đức rất là có nhiều cây hoa anh đào, một màu vàng rực rỡ luôn cả nhà ơi, lá thôi đó nha, không phải bông đâu, mai mốt nó ra hoa chắc là đẹp lắm cả nhà, một màu vàng rực rỡ như vậy mà lại có hoa nữa, không biết phải lá của nó là lá vàng không mà đẹp lắm cả nhà ơi. Cây cảnh ở đây rất là đẹp cả nhà, xem hoài mắt mắt luôn đó, đẹp ơi là đẹp. Mới nắng đó mà lại mưa rồi các bạn ơi, cả nhà mình ơi, mưa rồi mình phải chạy đi trốn thôi. Cảm ơn đại gia đình thân thương của mình rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Bloomer cuộc sống ở Đức. Cảm ơn đại gia đình đã ủng hộ cho Bloomer cuộc sống ở Đức có nhiều động lực để làm nhiều video hay cho đại gia đình mình xem. Cả nhà nếu thích thì nhớ đăng ký kênh cho mình nhé cả nhà. Và bấm cho mình một cái like ngón tay cái nha cả nhà. Các bạn nhớ comment ở dưới cho mình biết các bạn mình thích đi đâu nè, ở Đức Đức đây nè. Thì Bloomer sẽ dẫn các bạn mình, dẫn đại gia đình thân thương của mình đi nha, để xem nước Đức, cảnh nước Đức ra sao nha, du lịch qua màn ảnh nhỏ này nha cả nhà, để cho cả nhà mình cũng am hiểu thêm một chút gì ở nước Đức này cuộc sống như thế nào nha cả nhà. Mình cảm ơn đại gia đình thân thương rất là nhiều luôn, cảm ơn các bạn. Giờ này Bloomer xin kính chúc cho đại gia đình mình ở nơi nào còn sáng thì một buổi sáng vui vẻ, bình an, được gặt hái trong ngày. Còn nơi nào tối thì mình cũng xin kính chúc cho ông bà, cô chú, bác, anh chị em một buổi tối vui vẻ, một buổi tối bình an, một buổi tối hạnh phúc. Ngủ ngon nha cả nhà. Mình cảm ơn đại gia đình thân thương của mình rất là nhiều luôn. Cảm ơn các bạn. Bloomer xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào đại gia đình thân thương. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye các bạn. Bye.